chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh theo Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Dưu-xe rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại vì vua herod sắp tìm giết hải nhi đến ông du xe liền trỗi dậy và đang đêm đưa hải nhi và mẹ người trốn sang ai cập ông ở đó cho đến khi vua herod băng hà để ứng nghiệm lời chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ ta đã gọi con ta ra khỏi ai cập ngay sau khi vua Herod băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng: "Này ông, dạy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi." Ông liền chối dậy đưa hài nhi và mẹ người về đất Israel nhưng vì nghe biết ác khi nào đã kế vị vua cha là heroden cai trị miền juden nên ông sợ không dám về đó rồi sau khi được báo mộng ông lui về miền Galilee và đến ở tại một thành kia gọi là nazareth để ứng nghiệm lời đã phán qua miền các ngôn sứ rằng người sẽ được gọi là người nazareth đó là lời ý Chúa. Lời Chúa kỳ lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trước khi công bố tổng huấn Amoris Laetitia. Đức Thánh Cha Francisco có bài huấn dụ các Kitô hữu tại quảng trường Thánh Phêrô bằng một câu rất ý nghĩa: Gia đình là giấc mơ của Thiên Chúa. Tại sao Đức Thánh Cha lành ngày này nói gia đình là giấc mơ của Thiên Chúa? Tiếp nối bài huấn dụ, ngài nói rằng qua gia đình Thiên Chúa muốn nơi tất cả những thành viên trong một gia đình diễn đạt lại tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại và rồi qua gia đình ấy cũng diễn tả căn tính của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu và rồi Ngài đã sinh xuống trong một gia đình nhân loại mà chúng ta đang mừng kính mầu nhiệm trọng thể mầu nhiệm nhập thể của con Thiên chúa. Đây chính là tình yêu lớn lao nhất thiên chúa đã dành tặng cho con người và tình yêu ấy chúng ta không thể diễn tả được bằng lời và trí hiểu của chúng ta cũng không tài nào thấu hiểu được mầu nhiệm cao siêu ấy. Tại sao Thiên Chúa là Thiên Chúa Ngài có thể cứu độ con người bằng nhiều cách Ngài có thể dùng lời quyền năng của Ngài Để cứu độ chúng ta Tại sao Ngài không dùng phương thế Xem ra đầy quyền uy và hoành tráng Để cứu độ chúng ta Nhìn Ngài lại mặc lý bản tính nhân loại thấp hèn Nơi con người của chúng ta Để rồi Ngài đã thấu hiểu Ngài đã chia sẻ Ngài đã sống trọn kiếp người ấy Để cho chúng ta được làm con cái Thiên Chúa Thư Cộng đoàn Đây chính là tình yêu lớn lao nhất Và rồi Chính con Thiên Chúa đã thánh hóa gia đình nhân loại Khi làm con của Đức Trinh Nữ Maria Và người cha nuôi của Ngài Chính là Thánh Cả Giuse. Xe trong ngày lễ mừng kính thánh gia thất hôm nay tất cả những bài đọc chúng ta nghe chúng ta thấy đến là những lời huấn dụ đến là những kim chỉ nam cho mỗi người chúng ta trong đời sống gia đình sách huấn cài dạy cho chúng ta người làm cha phải như thế nào người làm mẹ phải ra làm sao và rồi chúng ta thấy giáo huấn của thánh phaolô tung đồ khi ngài nhắn nhủ tất cả chúng ta những điều nơi một người làm con nơi một người sống thiên chức làm cha làm mẹ tất cả những điều ấy mời gọi chúng ta trong gia đình hôm nay giữa biết bao những thử thách giữa biết bao những lôi cuốn giữa biết bao những trào nu của thế tục hôm nay chúng ta lại cần khắc ghi những lời ấy của Thánh Phaolô Lô Tông Độ. Người làm cha thì phải rộng lượng, người làm mẹ thì phải thể hiện cái tấm lòng nhân hậu và rồi chồng thiên chức làm cha mẹ. Đừng để cho con cái phải bực tức kẻo chúng ngã lòng. Thưa Cộng đàn, chúng ta thấy nền tảng nơi thần học của Thánh Phaolô Lô Tông Độ dạy cho mỗi người chúng ta biết nhẫn nhịn biết khôn ngoan biết khéo léo trong đời sống gia đình đó chính là những yếu tố đó chính là những phương thế giúp cho gia đình của chúng ta đầm ấm hạnh phúc và qua những phương thế ấy chúng ta cũng làm cho gia đình diễn tả mầu nhiệm tình yêu của thiên chúa và mối tương quan của chúng ta với nhau trong gia đình nó được thể hiện một cách trọn vẹn. Tìm mừng cho chúng ta mẫu gương của Thánh Cải Du Xe. Và đây cũng là lời mời gọi, Những gia trưởng chúng ta hãy biết chìm ngắm, Nơi con người của Thánh Cải Du Xe trong đời sống gia đình. Một Thánh Cải Du Xe thầm lặng, Nhìn lại luôn hoạt động. Một Thánh Du Xe luôn thầm lặng, nhìn lại luôn chú toàn thánh ý của Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Một thánh du xe thầm lặng, nhìn lại rất nhạy cảm trong lời mời gọi của Thiên Chúa. Chỉ có thầm lặng chúng ta mới có thể đón nhận được ý Chúa. Chỉ có thầm lặng chúng ta mới có thể thấu hiểu được Chúa đang muốn chúng ta làm gì. Chỉ có thầm lặng chúng ta mới có thể giải hóa được những mối bất hòa trong đời sống gia đình. Và rồi chúng ta hãy biết nói gương thánh cải du xe. Chúng ta luôn biết tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa vì nơi thánh ý của Ngài, Ngài muốn gia đình chúng ta đầm ấm hạnh phúc. Vì qua ý muốn của Ngài, chúng ta cũng muốn cho gia đình của chúng ta trở nên một hội thánh đại gia đúng nghĩa. Xin Chúa chúc lành cho từng người chúng ta Và xin Chúa chúc lành cho từng gia đình Của anh chị em chúng ta Để rồi qua gia đình ấy Chúng ta sống và hưởng trọn vẹn Tình yêu của Thiên Chúa đối với nhau Và rồi chúng ta cũng xây dựng hạnh phúc gia đình Như Thiên Chúa mong muốn Và đây cũng chính là ước mong của giáo hội Mời gọi chúng ta thanh hóa các gia đình qua những gia đình nhân loại hữu hình mà mỗi người chúng ta đang được chia sẻ, chúng ta đang được sống và chúng ta cũng nhớ đến gia đình. Những gia đình đang đổ vỡ, những gia đình đang nguy cơ bền bờ vực đổ vỡ để những thành viên ấy họ biết nhận ra được cái lỗi lầm thiếu sót của mình để làm mới lại cái quan điểm của chính mình để sửa sai những gì họ đã vấp phạm và từ đấy cứu vãn được những gia đình. Xin cho mỗi người chúng ta trong đời sống hàng ngày chúng ta biết thể hiện tình yêu của chúng ta đối với những thành viên khác trong gia đình và rồi chúng ta cũng làm cho gia đình ấy trở nên bền vững trong tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu đối với nhau. Amen mời cộng đoàn đứng chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một thiên